Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hôm nay ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, gần 240.000 học sinh của tỉnh Quảng Bình đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui với thầy và trò một số trường học trên địa bàn tỉnh. Bộ Trạch gặp mặt các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm phát triển vì mục tiêu lâu dài và bền vững là nội dung có trong chuyên mục bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 9, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đến dự khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Đức Ninh, thành phố Đồng Hới và thăm tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Năm học 2020-2021, trường tiểu học Đức Ninh có 670 học sinh, 22 lớp với 38 cán bộ giáo viên. Năm học vừa qua, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng tập thể đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, có nhiều giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi đạt thành tích cao. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã đánh trọng khai trường và tặng hoa chúc mừng cho tập thể cán bộ giáo viên, học sinh trường tiểu học Đức Ninh nhân dịp năm học mới 2020-2021. Lãnh đạo thành phố Đồng Hới, Sở Giáo dục và Đào tạo và cả đơn vị hảo tâm đã tặng quà hoa chúc mừng nhà trường. Thăm tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ấn tượng với những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong cả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là một nỗ lực và quyết tâm rất lớn của thầy và trò nhà trường. Hiện nay, trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp nằm trong top 20 về thành tích học sinh giỏi của toàn quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, nhà trường phối hợp với thành phố Đồng Hới và ngành giáo dục cần tích cực thực hiện vừa chống dịch vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường. Cũng trong sáng nay, ngày 5 tháng 9, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với cán bộ giáo viên, học sinh trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ và đến thăm trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Bố Trạch. Trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ là đơn vị dẫn đầu bậc học trung học cơ sở của huyện Bố Trạch nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Năm học vừa qua, trường đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là chất lượng học sinh giỏi. Tỷ lệ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đạt 100%. Tập thể nhà trường được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, là đơn vị xuất sắc năm học 2019-2020, được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ và danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đánh trọng khai trường và phát biểu trong ngày khai giảng năm học mới, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương những thành tích mà trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, đó sẽ là nền tảng để nhà trường vững tin bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm học mới. Năm học này, chúng ta vừa thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong chỉ thị của Bộ Giáo dục Đào tạo cho năm học 2020-2021. Đồng thời, chúng ta phải vừa phòng chống dịch COVID đang còn diễn biến và chưa dừng lại, hết sức phức tạp. Thầy giáo, cô giáo, làm gương, bắt nhà trường có thể tốt để vừa tổ chức thắng lợi năm học, vừa phòng chống dịch tốt, vừa xây dựng nhà trường vững mạnh, chi bộ đảng, nhà trường luôn luôn là trong sạch vững mạnh, đặc biệt quan tâm đến đội thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh để chăm lo giáo dục cho các em đội viên. Với tình cảm chân thành của lãnh đạo tỉnh, xin gửi gắm đến thầy giáo, cô giáo, ban hiệu nhà trường lời chúc sức khỏe, luôn yêu nghề, yêu trẻ, tâm huyết để dạy dỗ, dìu dắt các em, những người đi khai tâm mở trí. Chúc các em học sinh sắp xếp kế hoạch thật tốt, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập để mỗi ngày hạnh phúc đến trường, là chúng ta lao động, học tập, phấn đấu để giành thành tích cao nhất. Nhân ngày hội tựu trường,
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học cơ sở Quách Xuân Kỳ và các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bước vào một năm học mới với nhiều thành tích mới. Dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm và chúc mừng khai giảng tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo về kết quả năm học vừa qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng với những nỗ lực cố gắng của tập thể ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, cán bộ và học sinh toàn trường. Phát huy truyền thống của một ngôi trường có bề dày về chất lượng giáo dục đào tạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng bước vào năm học mới, thầy và trò trường Trung học phổ thông Ngô Quyền sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tích cao, đóng góp vào thành tích chung của ngành giáo dục toàn tỉnh. Đề nghị nhà trường tranh thủ sự quan tâm của địa phương, phát huy sức mạnh xã hội hóa để xây dựng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin cậy trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dương Văn An, huyện Lệ Thủy. Bước vào năm học mới 2020-2021, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dương Văn An tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đa dạng hóa các hình thức học tập nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. Đến chung vui cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường mầm non Phong Trọng Viên tập thể sư phạm trường mầm non Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Quang Bắc chuẩn hóa đội ngũ, tích cực thực hiện đổi mới về phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực sáng tạo và chủ động của học sinh, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp đỡ những gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương và cán bộ giáo viên của nhà trường cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đến thăm và chúc mừng tập thể sư phạm trường mầm non Quảng Thanh nhân dịp năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên của nhà trường khắc phục khó khăn, giữ vững tâm huyết, lòng yêu nghề, tích cực học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần quan tâm huy động các nguồn lực để hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học. Tại huyện Tuyên Hóa, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lê Trực. Phát biểu chia vui với thầy trò trường Trung học phổ thông Lê Trực, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời mong muốn thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Trực tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giáo dục. Các thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đồng chí Trần Hải Châu cũng yêu cầu các cấp các ngành, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm đầu tư cho con em học tập, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Dịp này, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã đến động viên và chúc mừng năm học mới tại trường Mầm non Văn Hóa. Tại thị xã Ba Đồn, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng cùng với các thầy cô giáo, học sinh trường Trung học cơ sở Quảng Thọ và thăm trường Trung học phổ thông Lê Lợi. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đặc biệt là trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong đảm bảo chất lượng dạy và học. Nhân dịp bước vào năm học mới, đồng chí đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt những thành tích cao hơn nữa. Đến thăm trường Trung học phổ thông Lê Lợi ở vùng Nam thị xã Ba Đồn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2019-2020. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của trường đạt 97,86%. Trong đó có em Phan Thanh Thúy đạt 28,65 điểm, là một trong hai em đạt điểm 10 môn hóa học của tỉnh.
đồng chí đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Lợi nhân dịp năm học mới. Tại huyện Minh Hóa, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại trường Tiểu học Xuân Hóa và thăm trường Trung học phổ thông Minh Hóa. Sau khi đánh trống khai giảng năm học mới, tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học Xuân Hóa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường trong công tác dạy học những năm qua. Để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ giáo dục, đồng chí yêu cầu ban giám hiệu nhà trường và tập thể giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để hoàn thiện cơ sở vật chất và xây dựng môi trường giáo dục hiệu quả. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Tại trường Trung học phổ thông Minh Hóa, đồng chí Phạm Thị Hân đã có buổi trò chuyện thân mật cùng toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải, đồng thời động viên đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tại huyện Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Hiền Ninh và thăm tặng quà trường Tiểu học Duy Ninh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn năm học 2020-2021, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trường học thân thiện, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra trong năm học mới. Dịp này, đồng chí Nguyễn Tiến Nam cũng đã đến thăm và tặng quà cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Duy Ninh. Trường Trung cấp Du lịch Công nghệ số 9 cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường Trung cấp Du lịch Công nghệ số 9 là cơ sở đào tạo đa ngành nghề có bề dày truyền thống với hơn 25 năm xây dựng và phát triển. Năm học 2019-2020, nhà trường đã quan tâm đẩy mạnh các loại hình đào tạo trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên, tổ chức đào tạo tại trường, liên kết đào tạo với các trường, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại nhiều địa phương khác nhau. Năm học vừa qua, nhà trường đào tạo gần 1.600 học sinh sinh viên với tỷ lệ khá giỏi chiếm 70%. Nhờ chú trọng đào tạo gắn với thực tế và yêu cầu của người sử dụng lao động, đã có hơn 85% học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ổn định, phù hợp với ngành nghề đã học. Khai giảng năm học mới 2020-2021, nhà trường đã tuyển sinh hơn 550 học sinh trung cấp, trong đó còn 160 em vừa học trung cấp vừa học văn hóa trung học phổ thông. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý: nhà trường cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên, tập trung đào tạo các ngành nghề mà doanh nghiệp xã hội cần, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo ngành du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho học sinh, đẩy mạnh liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học cao đẳng nhằm mở rộng các lĩnh vực ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho tập thể khoa kinh tế du lịch, tặng bằng khen cho tập thể trường Trung cấp Du lịch Công nghệ số 9. Như vậy, hôm nay mùng 5 tháng 9, gần 240.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chính thức bước vào năm học mới 2020-2021 với quyết tâm và kỳ vọng mới. Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 được tổ chức đồng loạt tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Năm nay, các trường không tập trung toàn bộ học sinh dự lễ khai giảng tại sân trường như mọi năm mà thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Ưu tiên cho 100% học sinh đầu cấp dự lễ khai giảng tại sân trường. Các khối còn lại chỉ cử đại diện từ 5 đến 10 học sinh. Số còn lại được dự khai giảng tại lớp học. Riêng đối với cấp mầm non, tổ chức khai giảng tại lớp học dưới hình thức ngày hồi đến trường của bé. Tuy thời gian tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng, tạo được niềm vui phấn khởi động viên thầy giáo, cô giáo và cả em học sinh bước vào năm học mới. Sau một thời gian nghỉ hè, thì ngày hôm nay em được đến trường, em rất là vui và phấn khởi. Đây là năm học cuối cấp, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, cùng như bản thân, em sẽ nỗ lực cố gắng để đạt thành tích cao nhất trong học tập. Em đã xác định được việc học rất là quan trọng với chúng em, bởi vì nó giúp chúng em bồi bổ kiến thức, có được sau này có được một ngành nghề ổn định, trở thành một người công dân có ích cho xã hội.
năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Quảng Bình là một trong những địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ngành giáo dục Quảng Bình đã tập trung tuyên truyền quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cùng chung tay với xã hội là phòng chống dịch COVID thì đảm bảo cho các con từ nhà đến trường và từ trường đến về nhà, đó là vai trò của phụ huynh. Thứ hai nữa trong công tác là học tập thì chấp hành những cái chủ trương của nhà trường, ví dụ như áo quần mới, đấy là sách vở, bút mực đầy đủ, phải là chấp hành theo những cái chủ trương của Sở Giáo dục là về những thu đủ. Bước vào năm học mới, Quảng Bình có gần 240.000 học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Toàn ngành hiện có trên 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học này, cùng với cả nước, Quảng Bình bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và áp dụng sách giáo khoa lớp 1. Đây cũng là năm học ngành giáo dục phải thực hiện hai nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo công tác dạy và học, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình sẽ tập trung bồi dưỡng đội ngũ theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học, tăng cường kiểm tra giám sát để hỗ trợ hướng dẫn công tác triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh công tác truyền thông về lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, duy trì siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm học này sẽ rất khó khăn, đặc biệt là cái tình hình COVID đang diễn biến rất phức tạp. Cùng với sự chỉ đạo của Bộ, của tỉnh, của Sở Giáo dục Đào tạo, chúng tôi đã đề ra cái phương án là sẽ quyết tâm thực hiện cái nhiệm vụ kép, vừa là chống dịch một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa đồng thời tổ chức quản lý dạy học cách nghiêm túc, có chất lượng. Rà soát, cân đối và phân bổ cán bộ, giáo viên, nhân viên để làm thế nào mà cái thực hiện cái nhiệm vụ dạy học trong năm tốt nhất, tăng cường tham mưu với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công các cái công trình xây dựng, các phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch. Một năm học mới lại bắt đầu. Với sự quyết tâm của mỗi một cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, cùng với sự đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong sự nghiệp trồng người, tin tưởng rằng ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhân dịp năm học mới, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình nâng bước em đến trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng, hiện nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng đang nhận đỡ đầu 94 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 7 học sinh Lào. Hàng tháng, ngoài mức hỗ trợ 500.000 đồng, mỗi em học sinh còn được trang bị các vật dụng cần thiết phục vụ cho việc học tập. Nhân dịp năm học mới 2020-2021, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các đồn biên phòng đã tặng quà động viên các em học sinh nỗ lực vượt khó để đạt được những thành tích cao trong học tập. Được biết, tổng giá trị các phần quà được trao trong đợt này là trên 100 triệu đồng. Ngày 5 tháng 9, khối thi đua các trường chuyên nghiệp tỉnh Quảng Bình cũng đã đến thăm và trao quà cho trường Trung học cơ sở Quảng Hợp, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Đại diện khối thi đua các trường chuyên nghiệp tỉnh Quảng Bình đã trao tặng 8 bộ máy tính trị giá hơn 52 triệu đồng cho trường Trung học cơ sở Quảng Hợp. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp thầy và trò nhà trường có thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất dạy học, đồng thời tạo điều kiện cho các em học sinh được tiếp cận với công nghệ thông tin. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Trạch gặp mặt các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm phát triển vì mục tiêu lâu dài và bền vững là nội dung có trong chuyên mục Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức gặp mặt chủ phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong những năm qua, huyện Bố Trạch đã huy động được hơn 30 tàu thuyền với 200 nhân lực ở các xã Đức Trạch, Hải Phù tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện mong muốn chủ các phương tiện tàu thuyền luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực trong lao động sản xuất, thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với các lực lượng chức năng, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã trao tặng 25 xuất quà, một số trị giá 1 triệu đồng cho các chủ phương tiện tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Theo Sở Y tế Quảng Bình, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9, số người đang theo dõi cách ly tại nhà là 1.917 trường hợp, số điều trị cách ly tại các bệnh viện là 2 trường hợp. Sở Y tế cũng cho biết, tổng số hiện đang cách ly tập trung là 295 người. Ngành Y tế đã lấy 5.274 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả có 5.071 mẫu âm tính, đang chờ kết quả 203 mẫu của công dân vừa trở về từ Đà Nẵng. Ngành Y tế cũng cho biết, để thực hiện việc thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, đề nghị Sở Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị các cơ sở cách ly có thu phí, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm pate men chay tại nhiều địa phương trong cả nước, vừa qua Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, thu hồi các sản phẩm còn lại trên thị trường, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của đơn vị sản xuất. Qua hoạt động kiểm tra giám sát tại cộng đồng của các ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có cơ sở kinh doanh các sản phẩm pate men chay. Vào giữa tháng 8, trên địa bàn tỉnh có 18 người tiêu dùng đã mua sản phẩm của công ty thông qua kênh bán hàng trên mạng Internet. Khi nghe thông tin về ngộ độc pate men chay đã ngừng sử dụng và tự đem hủy. Qua hoạt động giám sát, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã thu hồi 3 hộp sản phẩm đã sử dụng một phần. Hiện sức khỏe của 14 người tiêu dùng đang ổn định. Có 4 trường hợp chưa liên lạc được để nắm bắt thông tin. Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh yêu cầu người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới và thông báo cho cơ quan y tế nếu có sản phẩm, ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm pate men chay. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 123.300 hecta rừng đặc dụng và hơn 3.000 hecta rừng phòng hộ, diện tích tự nhiên của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp giáp với 147 thôn bản của 13 xã thị trấn thuộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh với dân số hơn 62.000 người. Phần lớn người dân sống trong khu vực vùng đệm có mức thu nhập thấp, nhiều thôn bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đều thuộc diện hộ nghèo, nên áp lực đặt lên tài nguyên vườn quốc gia là rất lớn. Vì vậy, ngoài tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ di sản, những năm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ cộng đồng vùng đệm phát triển, hỗ trợ sinh kế nhằm giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, góp phần làm giảm áp lực lên tài nguyên vườn quốc gia. Những ngày nay, người dân ở Bản Ón, xã Thương Hóa, huyện Minh Hóa rất phấn khởi khi vừa được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hỗ trợ một con bò được giống lai Brahman trị giá khoảng 35 triệu đồng. Con bò được bà con trong bản thống nhất giao cho gia đình trưởng bản đứng ra chăm sóc. Vì đây là con bò lai đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay được đưa về nuôi ở Bản Ón, nên bà con hy vọng từ con bò này sẽ cho phổi sống để cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò của địa phương. Đây cũng lần đầu tiên là dự án của Phong Nha là cấp cho một con bò giữ được dòng lai. Đây bà con phải nói rằng đây là một cái sự quan tâm và đây là để đàn bò phát triển. Cho con trước đây bò cọc thì nhỏ thì bán không được mấy tiền. Mà hai nữa cái kinh tế của bà con là nó chưa phát triển lắm cho nên là có con bò giống được này tôi sẽ là chăm sóc chu đáo làm thế nào bò nó béo tốt và khỏe mạnh để cho nó lai giống đạt kết quả cao. Và có những con bò giống ra đời sẽ đẹp và khỏe và bán được giá. Cách đó không xa, ở bản Yên Hợp, một công trình nước sạch cũng vừa được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hỗ trợ cho bà con. Công trình này không chỉ giúp 51 hộ dân với 237 nhân khẩu trong bản chủ động được nguồn nước trong mùa khô hạn, mà chất lượng nước cũng được đảm bảo, góp phần bảo vệ sức khỏe,
cải thiện điều kiện sinh hoạt của bà con. Cuộc sống thì đời đi, mình đi lấy nước hẳn xa vất vả, dư còn giếng thì một ngày bơm lên thì lấy nước thôi, mình vẫn đỡ hơn là trước đây. Lấy nước khe thì phải đi khiêng, nói chung hẳn bẩn, nước giếng sạch sẽ hơn, bồn của nhà nước hỗ trợ thì mình cũng bơm vô để dùng. Đó chỉ là một trong nhiều hạng mục có hiệu quả thiết thực mà thời gian qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã hỗ trợ cho cộng đồng dân cư ở các thôn bản thuộc vùng đệm. Từ năm 2016 đến nay, với nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững giai đoạn 2016-2020, dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Phong Nha Kẻ Bàng đã hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh, các thiết chế văn hóa cho 94 lượt thôn bản với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng. Một thôn bản được hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng một năm. Mỗi hạng mục hỗ trợ đều được khảo sát, đánh giá để phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu và điều kiện thực tế của từng thôn bản, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, gắn công tác hỗ trợ với việc thực hiện các cam kết về quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ di sản. Đồng hành với cái vấn đề về bảo vệ thì chúng tôi cũng quan tâm đến cả cái chương trình, chính sách của nhà nước về đặc dụng đối với cái vùng đệm, và đặc biệt là quan tâm đến cái đời sống của bà con các xã vùng đệm, hỗ trợ cho các cái thôn, các cái bản, các cái xã và có vùng giáp ranh với là vườn trong cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tạo dựng các cái mô hình cây con, rồi cây giống, con giống, rồi giúp đỡ hỗ trợ trong cái phát triển sản xuất. Với cái chính sách này thì bà con sẽ có cái sự lan tỏa trong tương lai để từ xây dựng, từ phát triển các cái mô hình sản xuất sinh kế có cái hiệu quả về kinh tế, và từ đó thì tạo ra được nhiều công ăn việc làm và thu nhập cho đồng bào. Đặc biệt là nó sẽ góp phần giảm thiểu được cái áp lực vào trong nội vùng của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hiện nay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đang giao khoán bảo vệ 65.000 hecta rừng đặc dụng và 1.400 hecta rừng phòng hộ cho 33 thôn bản trên địa bàn vùng đệm. Từ năm 2016 đến nay, đã chi trả số tiền gần 37,5 tỷ đồng cho thành viên các tổ bảo vệ rừng thôn bản. Thông qua số tiền được chi trả hàng năm đã giải quyết được nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, làm giảm áp lực lên tài nguyên rừng. Đồng thời, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng vùng đệm trong việc chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ các giá trị đặc trưng của di sản thiên nhiên thế giới. Thằng mỗi con đi đeo để tuần tra để bảo vệ rừng, có cái thu nhập tiền như là chi phí ở trà nông nô cũng có mua lợn và mua gà rồi để mà chăn nuôi. Trên cơ sở kết quả của cái dự án Phong Nha Kẻ Bàng thì còn duy trì các cái đối với tác động đến cái đa dạng sinh học ở trong vùng lõi của vườn. Những giải pháp lâu dài căn cơ mà Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã và đang thực hiện trong việc hỗ trợ cộng đồng vùng đệm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ di sản, mà còn tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự chủ động vươn lên phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, giải quyết được nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần làm giảm áp lực lên tài nguyên vườn quốc gia, đồng thời xây dựng được ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ những giá trị của di sản thiên nhiên thế giới một cách lâu dài và bền vững. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 9. Khu vực thị trấn Đông Lê, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm 55 đến 94%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm 55 đến 94%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng,
nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm 57 đến 88%. Khu vực thị trấn Phong Nha, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm 56 đến 94%. Khu vực thị trấn Hoan Lão, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm 57 đến 88%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm 58 đến 85%. Khu vực thị trấn Quản Hầu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm 58 đến 86%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm 58 đến 86%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, bị bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 6, ngày mùng 7 tháng 9, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 94%.